Cần Thơ. Chú qua đây với ai vậy? Dạ, qua đây lâu rồi. Lâu rồi. Chú ở với vợ hả? Ôi trời ơi, sao gùi dữ vậy? Ô trời ơi, cái này. Mà cá sình. Ở đây đi ra, đi ra. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh thuộc Vương quốc Campuchia. Và đây là một nơi mà được mệnh danh là nguy hiểm nhất ngay tại cầu Sài Gòn, ngay chỗ chợ Chồm Hổm Campuchia cô bác quý anh chị. Thì thật hư cái câu chuyện đó như thế nào? Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào một cái khu hiện khúc chích đầy rẫy sự nguy hiểm tại Vương quốc Campuchia nha. Và nơi này thì người Việt sống rất là nhiều. Có một số thanh niên thì trong quá trình qua đây họ lại không chịu làm ăn và vướng vào cái con đường nghiện ngập và hút chích không có lối ra luôn của bác quý anh chị. Để tìm hiểu thực hư cái câu chuyện đó thì Bùi Hồ cùng với em Nhân Gà và em Phong Bụi sẽ đi xuống một cái khu cặp mé sông mà theo một số người dân Việt Nam mà Bùi Hồ có từng gặp đó thì nói là ít có ai dám xuống đó, và đặc biệt là vào buổi chiều như thế này. Theo ước tính thì ngay tại cầu Sài Gòn này, chợ Campuchia tên là Chontanamtabu gì đó, thì người dân Việt Nam sống tại khu vực này khoảng 20%, có nghĩa là chiếm tỷ lệ khoảng 20% so với người Campuchia. Gọi là Việt kiều nhưng mà cái cuộc sống của họ thì rất là lênh đênh và coi như là dưới đáy của xã hội, đặc biệt là không có lối thoát luôn cô bác quý anh chị. Đây là một cái con hẻm vào một cái khu được mệnh danh là khu ổ chuột ngay tại thủ đô Phnom Penh, đất nước Campuchia. Và đây là một hướng mà mình sẽ đi xuống sông này, ở cái khu đầy gậy nguy hiểm gần gặp. Hồ gặp lại em Duyên là hôm trước Bùi Hồ có gặp hai vợ chồng anh bốc rác ở trong cái thùng rác á. Ủa sao chị ở đây? Nhà ở đâu? Anh này tên gì của anh? Anh Điện. Địa. À. Hôm qua móc được nhiêu tiền? Qua bệnh không được đi. Đâu chị cho chị anh chỗ nào dẫn em xuống được không? Ở đây là một cái khu ổ chuột của thủ đô Phnom Penh, đất nước Campuchia á cô bác quý anh chị. Đây là cái em Duyên nè. Anh ơi. Đi. Hả? Sáng giờ có tiền không? Ừ? Sáng giờ có móc được tiền không? Tiền lâu quá trời. Mày kìa mua mỹ ăn luôn rồi. Mua mỹ ăn luôn rồi. Này có ăn không? Lấy đây em có gì em. Nói đi. Dạ thôi. Dạ. À anh em cho tiền nè. Em nói chuyện. Sáng giờ anh chị ở đây hả? Chưa đi hả? Bệnh. Là làm mua cơm bao nhiêu tiền? Phong cho 20 đô mua rồi ha. À, rồi tôi lấy xuống dưới chung anh em tôi đó. Anh em chung. À, vậy là Phong gửi rồi ha. Dạ, rồi chị đang đi mua, bây giờ thấy hai người xuống dưới rồi chị mua cơm đem xuống. Dạ dạ thôi chị mua cơm đem xuống đi. À, chút xíu em ghé lại. Đi xuống chút nữa nó tại vì nó đói quá. Dạ 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 anh. Giờ xuống trước đi. Dạ thôi chị, anh để đi ăn cơm đi. Anh với chị đi mua cơm với lại anh này đi. Cái nãy mình Bùi Hồ tính cho tiền mà em Phong đã gửi tiền rồi. Phong là đi chung với em. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Phong ở dưới đó cơm. Dạ. Bây giờ thì Bùi Hồ tiếp tục dạ xuống một cái khu mà người Việt Nam sinh sống ở đây rất là nhiều. Có một chị này hình như là người, một cái hình ảnh khá là ám ảnh cô bác đó chị. Ôi, có một cái chị nữa ở đây nè. Ôi trời, ở cái khu này cô bác quý anh chị, tình trạng người Việt Nam á, họ tập trung ở cái khu vực như thế này, hút chích rất là nhiều. Và thậm chí là có một số hình ảnh khá là ám ảnh. Hai vợ chồng của cô Duyên với lại anh đó đang đi xuống cô bác quý anh chị. Khi mà Bùi Hồ tìm hiểu mới biết thì cái anh đó là ảnh là chuyên nghiện ngập hút chích ở cái khu vực này. Và hàng ngày thì anh đánh đập em Duyên này rất là nhiều. Cũng là một trong những cái phận đời trôi nổi ngay tại thủ đô Phnom Penh, đất nước Campuchia như thế này. Và đây là cái khu của người Việt đó. Những cái chiếc ghe, chiếc thuyền như thế vậy là các em đang ở đó cô bác anh chị. Đây, đa số là người Việt hết à. Mến chào quý cô bác anh chị. Hiện tại thì Phong Bụi với anh Bùi Hồ. Anh Bùi Hồ thì hiện giờ đang cầm máy quay cô bác anh chị. Thì tụi mình có mặt ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Hôm nay là ngày thứ hai rồi. Và rất là nhiều bà con khuyến cáo với mình như thế này, là không nên di chuyển ra khu vực mé sông. Vì ở đó có khá là nhiều người Việt Nam sống trong những cái tình cảnh ngập ngụa trong cái sự nghiện ngập. Thì ở phía sau này thì rất là nhiều ống kim tiêm, cũng như là cũng khá là nhiều cái sự phức tạp ở đó. Thì gần như mình biết ý định của hai anh em tụi mình đó, ra bờ sông thì tất cả những người Việt ở đây đều ngăn cản. Nhưng mà mình nghĩ rằng như thế này, nếu như mình ra cái sông này với một cái sự chân thành nhất thì chắc có lẽ thì người dân ở đây cũng sẽ chào đón thôi. Và bây giờ thì mấy anh em sẽ đi ra thế đó để chia sẻ hơn, rõ hơn một cái lát cách, một cái cuộc sống của người Việt Nam. Mình nghĩ rằng là có những người thì vì mà lười lao động hoặc là bị chơi bời dẫn đến nghiện ngập. Nhưng mà cũng có những người được cho là nạn nhân của sự nghiện ngập đó, bị lôi kéo nè, hoặc là thậm chí là họ bị lây nhiễm một cách tình cờ. Vì ở ngoài này thì kim tiêm rất nhiều. Và đối với người Campuchia và kể cả người Việt ở thủ đô Phnom Penh thì xem khu vực sau này được cho là nơi nguy hiểm nhất. Thì bây giờ chắc có lẽ mấy nhà mình sẽ cứ ra ngoài đó đi ha. Nếu mà sẽ không cho ra thì mình sẽ không ra, mình tiếp tục ra đó thì dễ hơn. Em muốn tìm mấy cái hộ dân mà ở bờ mấy sông á, để tụi em mai mai để phát gạo á. Ở đây có Việt Nam không? Ở Việt Nam không hả anh? Dạ, ủa anh ở đâu? Dạ. Ui, mới phát hiện nè. Trường học, đây trường học đúng không cô? Đây là trường học hả cô? Dạ, trường học. Đây trường học. Ôi, thật sự á, mấy anh em mình không nghĩ rằng là ở phía sau cái con hẻm này lại là một cái trường học ha. Nhà đạo. À. Dù Việt mình ở đây đông không anh Trai? Anh ở Việt Nam là ở chỗ nào ta? Em ở Châu Đốc. Dạ. Em sống từ nhỏ lớn ở Campuchia. Cái này em chia sẻ thật với anh nha. Dạ. Tụi em có mặt ở chợ, tụi em hỏi bà con ở đây thì bà con nói là đừng có nên ra bờ sông tại vì ở khu này nó phức tạp lắm. Thì em cũng biết là khu này cũng có người tốt cũng có người xấu. À, mình phải đuổi có đám được. Này cũng đang ta cũng nhân có khổ mấy hôm qua người ta cũng cho phiếu gạo ở đây, đây cũng Việt Nam cho phiếu gạo ở đây phải kẻ có kẻ không, nó để cho mười người là cái nhiều quá Việt Nam nó nhiều quá cái cho ít. Nó không hổ phiếu và kẻ có kẻ không nữa mà. Thì nếu mà cho hết khu này chắc phải vài ngàn phần á. Quá nhiều đi ha. Cô là ngày xưa giờ ở đây luôn. Bà ở bên kia bà mới dọn qua đây lại, bà ở bên kia vậy rồi. Dạ. Hôm qua nó cho phiếu này này là cho không đủ người, có ít quá mà cho người có người không ở dưới sông này nè. Có anh có thể hướng dẫn tụi em đi xuống dưới luôn được không? Ở dưới đây có nhà xuống này. Bên kia là đường kia. Rồi qua đây cái đi mà xuống dưới. Được không hả? Không được. Quá. Đây là một cái khu khá là phức tạp cô bác quý anh chị. Nói cho Việt Nam cho người ta cho mẹ khổ người ta cho ở đây không không. Chào đây ha. Dạ chào anh. Ở Việt Nam luôn hả anh? Dạ. Ô khu này sao mình sống được á? Cái khu này ô nhiễm chắc là bán người ta bán khu này. Con chào nha, Việt Nam. Chào bà. Dạ. Ủa nhà mình bao nhiêu hộ? Ba người. Đây là nhà Việt Nam nhóc, đây cũng Việt Nam, nhà mướn. Việt Nam luôn hả bà? Việt Nam. Mướn nhà này bao nhiêu đô? Mướn nhà kia cho nhỏ ở nó 50 đô còn nó muốn gãy rồi. 50 đô. 5 đô là 200.000. 200.000. Tụi em nghe nói là ở đây là họ chính quyền họ muốn là cắt mướn. Dạ. Đất nhà thì chủ lấy đất lại là mình không có nhà ở, mình đi mướn nhà ta ở đó. Đất là bán ở đây, đất là bán trên. Đây Việt Nam mua hai chồng ép trai khổ buồn đi mua ép trai. Có anh chị nhà không ta? Không phải không. Đây có hai chồng cũng khổ cũng Việt Nam. Cũng hai chồng khổ. Có thử phải chị gái hôm trước em gặp không ta? Hôm trước em có tặng một ít quà. Em bé không mặc đồ. Ui, chị mặc đồ gì em bé đấy, tụi em ơi. Thôi mình đi xuống trước đi, một chút quay lại. Chị mặc đồ cho bé em tụi em mới thăm được nha. Tại vì chia sẻ với cô bác anh chị là bé đó mặc đồ. Nhắc cái hình lên clip thì cho gạo mình khổ không? Mình chấp nhận mình là người cho gạo đúng không anh? Còn cho diễn viên Việt thì nó khổ mình cho mẹ hết đi. Trong khi nó cho cái lựa Việt Nam cho không à. Cái Campuchia cũng khổ nữa. Cái không cho Campuchia. Anh có giấy tờ của Việt Nam không? Em có giấy có. Vậy ha. Dạ, em ở nhưng có giấy miên này kia. Dạ. Uống nước gì vậy? Trời. Còn ở đây là ở đây hồi đó đang đây cũng nhà không mà. Bây giờ cái chủ mình lấy đất là nó bán đó. Rồi mình mới dỡ đi chỗ khác. Ui này hết nhà. Ở đây là Việt Nam luôn hả anh? Đây cũng Việt Nam sống vậy đó. Xuống dưới luôn rồi anh Hồ. Này cũng Việt Nam. Bước qua được. Chắc là bà con người Việt mình ở đây là làm cái nghề lột tỏi đúng không? Nãy là ngày hôm qua có hai chồng mẹ cũng khổ dân mua mấy này là chồng của nhỏ nhỏ nãy đó. Cái nhà nãy em chữ anh đó. Khổ trong bữa trai cũng Việt Nam khổ nhau á. Múc lên xài hay anh? Đâu có nước đâu. Thôi anh đang chuyên nặng đó. Anh lên xuống cho chị. Anh lên đi ha. Kêu gọi em bằng áo qua một xíu không? Đây cũng Việt Nam. Đây là dân khổ không anh? Ôi. Đây cũng Việt Nam. Đây cũng Việt Nam không? Không có tiền mướn nhà. Phải các cái chòi dưới đây ở. Đây cũng Việt Nam đây. Đây là dân khổ không á? Dạ. Kính thưa cô bác anh chị á là tụi mình có mặt tại khu vực cầu Sài Gòn. Ở phía trước cầu á là đã cảm nhận được cái sự khó khăn khổ sở của bà con ở đó rồi ha. Nhưng mà bước vào đây mình thấy này, không điện, không nước, không có gì hết, không có tiền. Ôi thậm chí ấy anh này. Anh làm gì hả? Cắt vỏ bao. Ồ, lấy cái miệng chai cắt vỏ bao luôn hả? Cắt làm gì anh trai? Anh cắt làm gì á? Cắt chơi hả? Ủa thì cắt chơi làm gì? Ôi trời. khi hốt đất cho người ta cho tiền trồng cây cho người kia. Khi ở mấy nhà trên đây là không có tiền thì không có tiền cái không có tiền cho điện nước, điện là cúp nước cúp điện là không cho xài, ép buộc mình phải xuống nước vác nước sông lên xài. Mấy cái hàng đó nãy vậy đó, nhà nó đâu có nước xài đâu, cái không có tiền ta đóng nước thành ra nó cúp điện, cúp nước phải vác nước sông lên xài. Coi chừng mày có với em đó, cắt chồi là lính ta xuống là lính nó la, nó không cho cắt á, đuổi về không mà cắt lén cắt tạm ở tạm vậy đó. Đây có Việt Nam không nè. Chú này đang nấu cơm. Chú đang làm gì á? Nhà mình sao mà rùi dữ ta? Chú là ở Việt Nam luôn? Dạ. Rồi năm nay chú bao nhiêu tuổi? Dạ 60. Dạ con xin phép hỏi tên chú à, chú tên gì ạ? Tên Hiền. Hiền. Tên Hiền. Rồi chú... Dạ, anh Hồ hỏi đi. Chú ở đâu? Ở Việt Nam chú ở tỉnh nào? Chú ở Cần Thơ. Chú qua đây với ai vậy? Dạ, qua đây lâu rồi. Lâu rồi. Chú ở với vợ hả? Ôi trời ơi sao gùi dữ vậy? Ô trời ơi kìa nè. Mà bắt cá sình. Ngày đông gác. Ở vậy khi lính nó đuổi nó không chở. Chú ở đây chú làm cái công việc gì? Lụm chai, lụm hết chai á, mà mũ thì kia mà mổ rồi không có làm gì được. Ông yếu xìu á, ông mổ ông yếu á. Ngày xưa giờ là chú sống ở đây thôi hay sao? Ông mới ở đây à? Ở đây luôn từ năm 91 lận. Ở nhà ông mười cùi á, sau này tới luôn suốt tới giờ lên đây là năm 82 lận. Dạ. Ông khổ ông cũng lụm hết chai này kia. Anh tên gì em quên rồi ta? Hả? Anh tên gì? Anh Vàng. Anh Vàng ha. Dạ. Ôi trời ơi. Mấy con cá này chú mua hả dạ hay bắt? Cá của người ta cho chứ đâu có tiền. Cá thường này. Cá bụng cái sình đó, đem phơi nắng. Chú ở đây chú tắm rửa sinh hoạt sao? Múc tắm xong này nè. Xong nè. Nước uống. Múc nước này đi bơ tuốt bên kia. Rồi bơ tuốt bên kia đâu lóng phèn lại. Ở vậy thì lính nó chở đuổi hoài, đuổi hoài. Vậy hả anh? Các mấy cái chòi cũng vậy nè, người ta cũng chở lính nó chở. Vậy thì đa số các cô chú đồ sống ở cái khu này á là người Việt Nam hết chứ không phải là người Campuchia ha. Việt Nam không á. Vòng vòng ở đây Phong coi điểm nếu như trong cái tầm mắt của em nhìn sang trái và sang phải thì khoảng bao nhiêu chòi không? 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 chòi. Cái sự khốn khó đến mức như thế này cô bác các chị mọi người có thể mô tả mọi người một cái rất là dễ hình dung. Ở vậy khi lính đuổi nữa nó không chở. Một ông lão cá bụng, tức là những con cá nó chết rồi, bắt lưới rồi, sình rồi thì ông đi xin con cá đó lên và phơi mà nó bẩn cho đến mức mà ruồi xanh đó, con ruồi nó to bằng ngón tay cái vậy nè, nó bám lên con cá rồi phơi chừng nào nó khô đi rồi đem nấu ăn. Thì mình có hỏi tại sao ruồi xanh dữ vậy thì ông nói là ở Đông Đát đây nè, mà thực sự thì đứng ở vị trí này ruồi nó bu rất là nhiều đầy cơ thể mình luôn à. Cái thằng đó cắt chở bao nó lụm tỏi nó bán. Bên kia thì vẫn thấy có người Việt rồi. Qua được không mà? Tí xíu mình qua khu bên kia qua được. Quá khủng khiếp ha. Thật ra thì trong cái tư tưởng anh em mình thì nghĩ rằng là sẽ không đến cái mức như thế này. Những ngày trước đây thì gặp những cái hoàn cảnh của các em, của các cô chú bán vé số thì mình thấy qua đây đã khổ rồi. Hiện nay thì lại càng khổ hơn. Một sự thật khủng khiếp mà đặt trong mắt hai anh em mình. Chỉ khi nào mà mình đặt chân đến tại nơi này, cảm nhận cái mùi ở dưới vùng sông này bốc lên thì mình mới hiểu hết cái sự khó khăn đó. Nếu mà mọi người biết ở đây Campuchia, mình cho mọi người xem lá cờ Campuchia đây nè. Nó gần nó bỏ thăm hết trận này bỏ thăm nè. Thiệt ra thì cứ nghĩ đây là đâu ở Việt Nam á, đúng không? Cái bố cảnh này rất là giống ở Việt Nam. Nhưng mà đây là con sông tên là sông Bassac đúng không anh trai? Dạ. Sông Bassac. Cờ Campuchia. Đây. Đó mời mọi người xem. Đây là cờ Campuchia nè, là mình đang có mặt tại Campuchia và rất là nhiều người Việt mình sinh sống. Ôi trời. Ê Phong ơi, Phong. Một sự thật khủng khiếp. Một cái cuộc sống phải nói là kinh hoàng được đặt trong mắt hai anh em. Ơi Phong, Con lên chơi được không? Có một cái cô dưới này đi xuống đây nè. Ơi. Cô đang làm gì? Thấy không? Cô chú này người Việt hay người Cam? Việt Nam. Con xuống nha. Mời. Võ bị lính, võ bị cục bên. Võ ông gắn vào giả. Bên đây có hướng đi nè phải không? Có. Đúng rồi. Dạ con với bạn con xuống thăm chú. Đang làm gì á? Bạn là tôi ở Cài. Còn ba cái bé trai ha. Còn chị gái này. Kính thưa các bạn, là chú là thương phế binh cho nên là cái chân của chú bị hư mất một cái chân rồi. Dạ. Rồi ở đây thì nhà mình hồi xưa là sống ở đâu? Sống ở Việt Nam, ở Chợ Dầu với Châu Đốc á. Bây giờ Châu Đốc. Chị gái này là đang lừa gì đó. Nghĩa là mốt lại cái tỏi. Anh Hồ thấy sao? Thấy cuộc sống này nè. Cạn lời. Chị nói vậy thôi, không có cái từ ngữ nào để miêu tả được hết. Và hiện tại thì hai anh em đang đứng ở trên một cái cặp bờ của một cái dòng sông, gọi là dòng sông Bassac, chạy ngang thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Và đây là cái cuộc sống hiện hữu của người Việt ngay tại đất nước Campuchia. Và đa phần thì các cô chú ở đây đều có người thân, ba mẹ hoặc là ông bà là gốc Việt Nam. Có nghĩa là dòng máu của họ vẫn là dòng máu Việt Nam. Làm sao mà cuộc đời mình nó tan nát dữ vậy cô? Cô Việt Nam á, cũng Châu Đốc luôn. Hôm nay. Rồi sao bây giờ mình phải ra mấy sông này mình sống vậy? Tại mặn không được. Hai vợ chồng là qua bên này là từ năm bao nhiêu? Tôi qua đây năm 81, ổng qua đây năm mấy, qua mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Rồi lúc trước là mình qua đây là mình làm công việc gì? Ở nhà thì bán cá, rồi sau đó lấy mẹ. Sao bây giờ mình nghèo dữ vậy? Do thua lỗ hay như thế nào? Thôi đây đi. Dạ. Cô chiên cá, cô đang chiên cá. Anh giúp cho em cá. Đây là dân khổ mà, dân khổ. Con cũng chia sẻ thật với cô như thế này, cũng nói thật với mọi người đi. Con biết cái khu này nó phức tạp ra sao. Và con cũng biết rằng là có rất là nhiều người bị lầm lỡ. Rồi chính họ ở cái giai đoạn cuối cuộc đời á, họ ra bờ sông này họ sống. Con đã chứng kiến một cái đoạn video ngắn của người bạn con ở Campuchia quay cho con, gửi cho con. Đó là hình ảnh một cái bà lão ở cuối đời khi mà bị bệnh á. Bà nằm ở mấy sông này và dần dần bà tắt cái hơi thở, cuối cùng người ta xô xuống dòng sông này luôn. Cách đây 3 tháng trước con có xem được đoạn băng đó. Và hôm nay con quyết định quay lại đây nè. Con muốn chia sẻ cái cuộc sống đó. Không biết là cô đã từng chứng kiến cái khoảnh khắc đó, những cái người bệnh họ cuối cuộc đời họ nằm ở bờ sông này họ chờ chết không? Mới xuống để ở đây làm, mới xuống ở đây gần tháng mấy, một tháng mấy à? Trước đó là mình ở đâu rồi? Ở trên này là mướn nhà dặn ổng xuống đây hả? Ổng đi theo xuống đây luôn, ổng mặn ổng rồi cũng xuống đây. Còn chỗ này tôi giặt đồ đi cạo gió, massage ổng đồng hồ, mà ổng thất nghiệp mấy tháng nay. Rồi bây giờ cái ước mơ lớn nhất của gia đình mình là gì? Anh xây trang giới Việt Nam này, đi xây tới nói muốn họ. Sao cô? Tôi nói muốn gành. À cô nói tiếng Việt không gành. Vậy con cho chuyện với chú nha. Dạ chú, con mời chú. Thì không biết là cái mẹ con có hỏi với cô á, con đã từng chứng kiến cái đoạn video ngắn của bạn con quay cái khoảnh khắc là người Việt mình ở đây. Con nói rõ là cho mọi người hiểu là người Việt ở đây cũng có người bị HIV ở giai đoạn cuối. Và cái đoạn băng đó nó khiến cho con ám ảnh đến mức mà con thấy là người HIV họ nằm ở đây xong rồi họ tắt hơi thở cuối cùng. Thì chú ở đây chú có thấy được cái hình ảnh đó Không, mình chuyến này đó giờ mình ở Busan chuyến này không thấy con thằng Mạnh đó, không thấy. Chứ không thấy là mình nói thấy rồi. Tại vì là chưa thấy chuyến này. Nếu mà cho chú một cái ước mơ thì chú mơ điều gì để thay đổi cuộc sống mình? Thì mình mơ ước cũng có, mình cũng có vốn gì đó mình để màng ăn ta này qua cái cơn nghèo của mình bây giờ cũng khổ quá đi màng nướng ra hoài. Dạ. Và mình mơ điều gì ạ? À? Cũng cho mơ có tiền để mình ăn này kia hay là ăn nuôi này nọ để mình sống cuộc sống cho nó thanh nhàn hơn chút. Gần như là ở cái đáy cùng của xã hội á, sự khó khăn á, thì bà con ở đây đều có một cái ước mơ đó là cơm ăn đủ 3 bữa thôi. Ừ. Thì hôm nay thì mấy anh em cũng có dịp đến khu vực này cũng chia sẻ câu chuyện đó và hy vọng rằng là trong cái tương lai sắp tới thì có nhiều điều thay đổi hơn cho bà con. Ừ. Hôm nay tụi con xuống để khảo sát cái tình hình thực tế của cuộc sống của bà con ở vùng này. Dạ. Thì có dịp con sẽ quay trở lại thêm chú ha. Dạ, chào chú, chào anh ha. Chúc anh sức khỏe ha. Dạ, dạ. À. Rồi mình sẽ đi lên chỗ này ha. Ê da. Lên này lại đi, khu này đi. Khu Trần Campuchia không? Dạ. Mình quay lên đỉnh rồi.